Tiếp tục quay trở lại với tựa game uh, Pixel onstar Star, một con game uh, đa vũ trụ anime đồ họa pixel mà mình đã giới thiệu cho anh em mấy ngày trước. nghiền phết anh em ạ, chơi quấn đấy. Mình hôm nay gacha cái vé thì um, lại vô tình lại ra được uh, Sasuke Uchiha. Sasuke uh, Uchiha đang là cái sự kiện uh, sự kiện gacha của nó đấy, nhưng mà ở đây nó lại ghi là đã hết hết sự kiện rồi. Nhưng mà ở đây sự kiện của nó lại còn đến 6 ngày cơ, không biết là nó bị làm sao anh em nhá nhưng mà không phải là mình gacha ở trong đó đâu mà mình cha ở trong cái phần triệu hồi ấy này. Thì nó lại ra được Sasuke anh em ạ. Nó lại ra được à, nhân vật trong cái sự kiện. Hay phết anh em ơi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng anh em review vị tướng này, Sasuke Uchiha. Một vị tướng với phẩm đó là Immortal Legion. Đây, Immortal Legion là một trong những cái phẩm cao nhất hiện tại của con game này. Đấy, sau đó sẽ là Sinning Legendary thì mình đã đã có được Sasuke Uchiha Immortal Legend Neri anh em nhé. tuy thế là để mà ra ra được trùng tiếp khá là khó và một cái vị tướng để mà mạnh được thì chúng ta sẽ cần phải có trùng để mà nâng cấp anh em nhé. thôi thì tạm thời là nó cho như nào nó chiến như thế anh em nhé, không chê không chê cái gì cả tỷ lệ để mà ra được Sasuke Uchiha ở bên phẩm Immortal Legend này nó rất là thấp anh em ạ. Đấy, nên là mình sẽ review cho anh em. Thì chúng ta sẽ có được cái hình ảnh của nhân vật như thế này. Và đây là hình ảnh chip à, hình ảnh uh, pixel của của nhân vật. Đấy đây là hình ảnh khi mà chúng ta chiến đấu em nhé Thì bộ chiêu của của uh, Sasuke này nó sẽ như thế nào thì anh em hãy cùng theo dõi với mình. Hiện tại thì mình đang nâng cấp lên max 100 và để mà nâng cấp tiếp thì chúng ta cần up rank. Và đương nhiên là up rank được thì chúng ta cần phải có trùng. Tuy thế thì để mà sở hữu được trùng của Sasuke chuha này hiện tại thì căng anh em ạ. Đấy và làm sao để mà mở được cái cái chiêu cuối cuối cùng này thì nó bắt buộc chúng ta phải lên cấp cái sao lên cho cho, cho nhân vật anh em nhé và đây là chữ UDM của chúng ta UDM thì chúng ta hãy cùng sử dụng phần mềm dịch để mà dịch uh, tiếng Anh thành tiếng Việt ở uh, này thì Sasuke dịch chuyển đến cái kẻ địch ở phía sau có cái lượng HP thấp nhất và tấn công chúng gây 500% sát thương uh, dựa vào tấn công anh em nhé kèm theo đó là sẽ có cái hiệu ứng đánh may nữa anh em ạ uh, sau đó thì Sasuke sẽ nhận được một cái bùa nợ đó là giảm thiệt hại giảm sát thương nhận vào là 50% tồn tại bằng bằng 4 giây anh em nhé khi mà chúng ta nâng cấp cái level lên bằng cách là chúng ta tăng phẩm lên tăng cái giới hạn level lên thì nó sẽ có cái chỉ số khác tuy thế thì hiện tại mình mới đang ở cái level 1 và với cái chiêu uh, thứ hai chiêu này thì mình hiện tại đã nâng cấp lên level 2 rồi uh, chiêu này sẽ có cái quần què là gì để xem nào. cái hiệu ứng đúng rồi cái level 2 thì nó sẽ hiện đậm cái chữ này lên có những cái, cái 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 level là mà nó chưa mở thì nó sẽ bị nhạt chữ đi anh em nhé À, với cái level 2 thì chúng ta sẽ có được uh, thiệt hại ở đây sẽ tăng lên uh, 260% mà. và luôn uh, và áp dụng cái uh, hiệu ứng nó là lời nguyền lên mục tiêu tồn tại trong vòng 5 giây cái lời nguyền ở phía dưới này, này nó dịch như này là Nà bất cứ khi nào mà sát thương bị lấy đi 10% tấn công của người sử dụng sẽ được xử lý dưới dạng sát thương phép à? hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 12 điểm mà tồn tại trong vòng 5 giây cái chiêu này thì chuẩn của nó sẽ là Sasuke sẽ gây 200% tấn công sát thương sát thương em ạ. Đấy, 200% sát thương cho tất cả các kẻ địch trong cái khu vực hình chữ nhật phía trước và đẩy lùi chúng. Sát thương này sẽ dựa vào cái điểm tấn công của Sasuke anh em nhé. 200% dựa vào tấn công. Đấy, để mà gây sát thương em ạ. Hiệu ứng nơi nguyền này. Bất cứ khi nào sát thương bị lấy đi là 10% tấn công của người sử dụng sẽ được xử lý dưới dạng gây sát thương phép. Uh, gây sát thương phép anh em nhá lên cái uh, level 2 nó sẽ mở thêm à nếu mà để mà cái, cái cái tiếng anh thì chúng ta sẽ hiểu được là đây là một cái dạng sát thương đốt DOT ấy, sát thương duy trì đây nó nó sẽ ăn mòn uh, máu của đối thủ uh, ok ăn mòn máu của đối thủ anh em nhá sát thương DOT sát thương duy trì uh, chúng ta sẽ có được cái chiêu thứ ba chiêu này nó là một dạng chiêu nội tại Sasuke tăng cường cái dấu ấn nửa đen khi mà kẻ địch bị uh, tiêu diệt Đấy Tất cả các đồng minh sẽ hồi phục HP bằng 120% tấn công của Sasuke Chúng ta sẽ có được cái dấu ấn nửa đen sẽ được dịch ở phía dưới này Đúng không? Đây đây Dấu ấn nửa đen đây Dấu ấn nửa đen này nó là một dạng chiêu debuff uh, Nó là một dạng chiêu um, hiệu ứng xấu anh em nhé Nó sẽ làm giảm thủ của cái người bị dính cái hiệu ứng này em ạ bị dính cái hiệu ứng dấu nửa đen này có nghĩa là Sasuke sẽ búp cái hiệu ứng dấu nửa đen này vào kẻ địch và kẻ địch đó sẽ bị giảm 20% thủ trong vòng 6 giây anh em nhé rồi chúng ta đã có thể cái chiêu thứ ba chiêu thứ tư chiêu thứ tư thì hiện tại ở level 1 và chúng ta sẽ có được đó là khi mà vào trận thì Sasuke sẽ giảm 10% tỷ lệ kháng chí mạng của kẻ địch đấy giảm tỷ lệ kháng chí mạng của kẻ địch anh em và cái hiệu ứng này nó sẽ không thể nào bị hóa giải được tồn tại đến tận 15 giây ngon nha giảm kháng chí mạng ngon luôn anh em ạ chúng ta sẽ có cái chiêu uh, cuối cùng một cái chiêu này thì chúng ta cần phải lưng sao tương đương với chúng ta phải cần phải tiến hóa tướng lên và cần phải có trùng ở đây thì tùy vào cái cấp của nó thì hiện tại chúng ta cứ tạm thời là các cái cấp 1 đã cấp 1 này thì nó sẽ tăng cái HP cơ bản và tấn công lên 4 phần trăm em nhá cấp 2 thì nó sẽ tăng lên 8 phần trăm và cấp 3 tăng lên 12 phần trăm rồi cấp 4 này 16 phần trăm cấp 5 của chúng ta là 20 phần trăm và thêm 24% nữa. đấy là bộ chiêu của của Uchiha Sasuke. đây là một sát thủ. đấy ở đây nó ghi rõ này. đây là một sát thủ dịch chuyển và và kiểu tiêu diệt kẻ địch nhanh chóng ấy hành quyết này. đấy. đây là một uh, nhân vật thuộc cái hệ bóng tối anh em nha. sát thủ đấy. đây sẽ là một cái vị tướng mà chúng ta cần dồn và, và ép những cái thứ mạnh mẽ nhất cho vị tướng này tuy đấy thì chúng ta cũng không nên quá là dồn vào Sasuke Uchiha khi mà cái đội hình của anh em có những cái vị tướng uh, gọi là năm chiêu mà chúng ta có thể là nâng cấp sao lên được chúng ta vẫn có thể là dồn vào đó Sasuke nó không có sao thì nó vẫn là một vị tướng yếu thôi anh em đơn giản là như vậy bây giờ thì cho anh em xem chiêu nha xem chiêu của Sasuke ở đây thì mình sẽ chơi cái hiệu ứng chiêu gọi uh, nó gọi là cái, cái animation của tướng anh em nhé cho anh em xem Hãy cùng để ý xem Sasuke chúng ta sẽ có cái bộ chiêu cái hiệu ứng chiêu cuối của nó như thế nào. Sasuke mình hiện tại khá là mạnh đây này, cái hiệu ứng của nó này. Đấy nó 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 nùi nó nó gọi là nó tiến lại đằng sau kẻ địch sau đó thì nó dặ, tiêu diệt kẻ địch, nó là một sát thủ mà. Tele dịch chuyển. Đây là một vị tướng gây sát thương đơn ở cái chiêu cuối cũng khá là ghê gớm. Ngoài ra thì Sasuke cũng sẽ có cái um, chiêu gây sát thương theo hình chữ nhật nữa anh em nhé nó cũng sẽ gây sát thương rồi Sasuke thì luôn luôn sẽ là một cái vị tướng sở hữu cái lượng sát thương gây ra mạnh nhất trong đội hình hiện tại chọc phát này đầu vết đấy sát thương đơn ghê đấy anh em ạ sát thương đơn của nó được ấy với lại nó còn thêm cái hiệu ứng uh, nó còn thêm cái uh, sát thương duy trì nữa đốt máu theo thời gian Sasuke. Thì ứng chiến thức của nó đẹp phết này, anh em ạ. Rồi. Chúng ta tiếp tục với uh, luôn luôn sẽ là MPP dựa vào vào uh, Sasuke, đơn giản là vì Sasuke hiện tại mình đang ép cái level của nó khá là cao. Và Sasuke hiện tại nó là một uh, hero huyền thoại. Con okay, game này quấn cực kỳ anh em ạ, chơi nghiền phết đấy hiện tại thì mình cũng sẽ bán ác cái con game này anh em có nhu cầu mua ác thì có thể là liên hệ với cái số zalo ở dưới phần phần comment nha cái số zalo đó anh em liên hệ anh em ghi đó là mua ác à, tựa game pixel unstar sau đó thì người bán sẽ đưa ra cho anh em những cái con ác mà anh em có thể là lựa chọn hoặc là anh em có thể là đặt các cái nhân vật mà anh em yêu thích với cái người bán đó để mà người bán nó có thể là kiếm ác cho anh em đấy liên hệ số zalo dưới phần comment của video này nhá